Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với video ngày hôm nay. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau check một số những cái chỉ số on-chain mình cho rằng tương đối quan trọng ở trong thời điểm hiện tại. Thì hiện tại đang là thời điểm giữa tháng 5 và chúng ta còn khoảng 2 tuần nữa chúng ta sẽ kết thúc cái tháng này. Và cái hiện tượng sell in May thì nó đã xảy ra trong khoảng thời gian đầu tháng. Vậy thì hiện tượng này nó có thể xảy ra trong từ giờ đến cuối tháng hay không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở trong cái video ngày hôm nay. Ok, thì trước khi mà đi phân tích sâu hơn về xu hướng của thị trường sắp tới thì chúng ta sẽ check qua một vòng tổng quát, được chưa? Như các bạn thấy ở trên màn hình chúng ta đang có một cái biểu đồ nhiệt có tên là xu hướng tích lũy Bitcoin Trend Accumulation. Đây là một trong những cái dữ liệu mà tương đối quen thuộc và chúng ta cũng thường xuyên check khi mà chúng ta nói đến cái chỉ số on-chain. Thì như trong cái video cập nhật tuần trước thì mình đã phân tích cho các bạn đó là đa số các nhóm trên thị trường ở thời điểm hiện tại đã đang có xu hướng là bán ra. Đúng không ạ? Thể hiện ở cái đường màu đỏ ở trên bản đồ. Và vì thế thì Bitcoin sẽ có những cái đợt giảm giá nhẹ. Và các bạn thấy là trên chart đồ thị thì chúng ta cũng đã âm khoảng 10% từ 30.000 về khoảng mốc là 27.000 ở thời điểm hiện tại. Thì trong cái thời điểm mà toàn bộ thị trường đang bán ra như thế này thì chỉ có duy nhất một phe đang mua vào. Và chúng ta đều đã cập nhật với nhau, đó chính là phe siêu gà voi, tức là phe đang cầm khoảng trên 10.000 Bitcoin. Tuy nhiên thì theo những cái update mới nhất của biểu đồ nhiệt ở trong tuần này thì có vẻ như các siêu cá mập hiện tại họ đang dừng cái việc tích lũy Bitcoin lại. Chú ý vào cái phần khoanh tròn ở trên dữ liệu thì các bạn có thể thấy rằng là rõ ràng là cái màu xanh thể hiện cho cái sự tích lũy đã dần chuyển sang màu vàng, như vậy đại diện cho trạng thái cân bằng. Và hiện tại trên thị trường cái xu hướng chung nó vẫn đang là xu hướng bán ra. Và cái lượng cung đang là thực sự là tương đối nhiều, tuy nhiên thì cái lực cầu thì lại không có. Và những cái lệnh mua bán lớn thì cũng sẽ khó để có thể khớp được. Thanh khoản tương đối mỏng, thế nên là đó cũng là lý do vì sao mà thời gian này Bitcoin lại không có cái biến động quá nhiều, là bởi vì như vậy cái biên độ dao động trong ngày gần như là chỉ có một vài trăm giá mà thôi. Thì dưới góc độ đầu tư thì bản thân mình nghĩ rằng là các bạn cũng chưa nên quá lo lắng, bởi vì sao? Bởi vì những cái pha tích lũy sideways trong cái thời điểm hiện tại nó là một cái điều bắt buộc và nó bắt buộc phải có trong việc đầu tư tài chính nói chung và trong crypto nói riêng. Bản thân mình đã trải qua rất là nhiều những cái giai đoạn như thế này rồi, thế nên là chúng ta cũng không việc gì phải quá nôn nóng cả, đúng không ạ? Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số những cái thông tin trong một cái bản báo cáo tài sản mới nhất của Coinshares cũng tương đối hay. Thì trong cái bản báo cáo này thì có rất là nhiều những cái thông số, đặc biệt là có một cái dữ liệu nó sẽ phản ánh khá là đúng với cả bối cảnh thị trường thời điểm hiện tại. Thì như các bạn có thể thấy ở trên màn hình ấy, thì chúng ta đang có những cái thống kê về cái khối lượng giao dịch Bitcoin tính theo khung tuần, đúng chưa? Và theo những cái chuyên gia phân tích dữ liệu ấy, thì mặc dù volume của Bitcoin cũng đã có những cái cải thiện, trung bình cỡ khoảng 6 tỷ đô la một ngày vào tuần trước. Tuy nhiên ấy, thì nó cũng chỉ bằng một nửa so với cái mức volume trung bình tính theo năm, đang ở mức là 11,4 tỷ đô la một ngày. Ngoài ra thì nếu mà chúng ta chú ý vào cái đường màu xanh, đường đại diện cho cái khối lượng giao dịch của ETH, thì trong tuần vừa rồi Coinshares nhấn mạnh đó là lần đầu tiên mà cái khối lượng giao dịch của ETH đã cao hơn BTC. Đây là một cái điều tương đối bất ngờ khi mà hiện tại đa số các nhà đầu tư họ vẫn đang dành sự chú ý cho Bitcoin, đúng không ạ? Tuy nhiên thì như mình đã phân tích ý, thì cái xu hướng chính ở trên thị trường đang là xu hướng bán ra. Tuy nhiên thì không phe nào sẵn sàng mua vào quá nhiều, chủ yếu thị trường vẫn đang là những cái lệnh chờ đang chưa khớp và đang chưa khớp được cái thanh khoản. Thế nên là cái việc mà cái khối lượng giao dịch ETH đang lớn hơn Bitcoin trong khoảng thời gian vừa rồi khi mà chúng ta phân tích ra thì cũng là điều tương đối hợp lý. Cũng ở trong cái bản thống kê này thì Coinshares cũng đã cung cấp rất là nhiều những cái thông tin liên quan đến dòng tiền chảy vào thị trường trong khoảng thời gian gần đây. Qua những cái dữ liệu mà liên quan đến fund flows thì các cái chuyên gia họ cũng đã chỉ ra rằng là cái dòng tiền đầu tư vào các cái tài sản số đang được chảy ngược ra ngoài. Tức là dòng tiền đầu tư đang bị rút ra trong khoảng 4 tuần liên tục với tổng số tiền là khoảng 54 triệu đô la. Trong số 54 triệu đô la đó thì chủ yếu phần lớn là dòng tiền rút ra khỏi Bitcoin và với cái giá trị sau cái bảng cân đối là khoảng 38 triệu. Điều này thì mình cho rằng tương đối hợp lý với cái trạng thái ở thị trường thời điểm hiện tại. Sau khi mà chúng ta có những cái pha gọi là hồi phục từ x2 lần từ đáy, đúng không ạ, thì thị trường nó đang chậm lại và các nhà đầu tư họ cũng đang chốt dần một phần lời và rút một phần lãi ra khỏi thị trường. Thì ngoài những cái thông số mà mình vừa chia sẻ ra thì ở trong cái bản báo cáo tuần của Coinshares thì cũng có khá nhiều thông tin và những cái dữ liệu hay. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể đọc ở trong cái đường link mình sẽ để ở bên dưới phần comment, được chưa? Ok, và tài trợ cho cái việc ngày hôm nay đó chính là sàn giao dịch Bybit. Thì Bybit tất nhiên là một sàn giao dịch mà đã rất là quen thuộc với chúng ta, và những cái bạn ở trong AnhReview Capital thì cũng đang sử dụng sàn Bybit trong tầm khoảng 1 đến 2 năm nay, đúng không ạ? Rất là thường xuyên. Thì trong tháng 5 này thì Bybit họ đang có một cái sự kiện mà rất là đặc biệt cho cả người dùng mới và người dùng cũ mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì để mà tham gia được cái sự kiện này thì đối với cả các bạn mới, các bạn chưa có tài khoản Bybit, thì nếu như các bạn đăng ký tài khoản Bybit qua đường link của AnhReview Capital ấy, thì các bạn sau đó nạp tối thiểu $100 vào tài khoản thì các bạn sẽ nhận được là $40 bonus, được chưa? Còn đối với các bạn nào mà các bạn đã có tài khoản Bybit rồi, tuy nhiên thì các bạn chưa hoàn thành cái KYC, thì các bạn khi mà các bạn hoàn thành KYC xong thì các bạn nạp $50 vào thì các bạn sẽ nhận được là $20 bonus. Và tất cả các bonus này các bạn sẽ được dùng để mà giao dịch trực tiếp future trên sàn. Nếu như các bạn thắng các bạn có thể rút lại số lãi ra, còn nếu như các bạn thua thì các bạn không mất gì cả. Thì đây là một chương trình mình cho rằng rất là hay của Bybit ở thời điểm hiện tại. Thì nếu như các bạn muốn tham gia thì các bạn đăng ký bằng cái đường link mình để bên dưới phần mô tả của video. Ok, tiếp tục với cả nội dung của video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng phân tích một số những cái dữ liệu on-chain khá hay đến từ CryptoQuant. Thì như các bạn có thể thấy ở trên màn hình thì các cái chuyên gia phân tích đang cho rằng là sẽ có 3 lý do chính để mà khiến cho Bitcoin khó có thể tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Nếu như mà tính từ đầu năm thì Bitcoin đã có thời điểm tăng khoảng 100%, tức là x2, và nó trở thành một trong cái thị trường đầu tư tài chính hiếm hoi tăng trưởng trong nửa đầu năm nay, khi mà các bạn thấy là những cái thị trường khác, kinh tế thế giới đang rất là bất ổn và Bitcoin tăng gấp 2 lần. Đấy là một trong những cái điều mà chúng ta phải cảm thấy rằng là đó là một cái sự tăng trưởng mạnh rồi, chứ không phải là một cái điều gì đó nó tồi tệ hoặc là nó tăng trưởng chậm đâu. Nếu mà các bạn so sánh mặt bằng chung ấy, thì đó là một cái tín hiệu tương đối tốt. Tuy nhiên nếu mà chúng ta xét tổng thể ấy, thì cái cú sóng này nó chưa thực sự là một cái cú tăng trưởng uptrend như là chúng ta kỳ vọng đối với cả thị trường crypto. Đó, thế nên là cái việc mà nó tăng khoảng x2 lần mà nó chững lại là một cái điều mà không phải là cái gì đó nó quá là bất ngờ. Cái lý do đầu tiên đó là liên quan đến cái tỷ lệ nắm giữ Bitcoin của Hoa Kỳ. Thì các bạn có thể thấy rõ trên đồ thị đó là trong cái mùa tăng giá hay là trong cái sóng hồi vừa rồi ấy, thì cái tỷ lệ nắm giữ Bitcoin của các nhà đầu tư, các tổ chức đến từ Mỹ liên tục là tăng lên. Hay là một cách khác ấy, thì sau khi mà Trung Quốc họ ra lệnh là cấm Bitcoin thì Hoa Kỳ đang chính là thị trường màu mỡ và là nguồn thanh khoản chính của thị trường crypto. Tuy nhiên thì đến những cái tháng gần đây thì cái tỷ lệ dự trữ Bitcoin đến từ phía Tây bán cầu lại đang có xu hướng giảm, và một phần để chuyển sang chảy ra những cái sàn DEX và những cái sàn giao dịch toàn cầu sau những cái áp lực cũng như là điều luật mới đến từ SEC. Cái lý do thứ hai được CryptoQuant đưa ra liên quan đến tổng supply của những stablecoin trên thị trường. Nếu mà chúng ta chú ý vào đồ thị thì rõ ràng là tổng supply của các stablecoin đang giảm khá là nhanh, có nghĩa là thị trường không có quá nhiều stablecoin để mà các nhà đầu tư mua vào các cái loại tài sản. Ngoài ra thì cái tỷ lệ supply của stablecoin nó cũng phản ánh khá là chính xác cái market size cũng như thanh khoản của thị trường. Thì theo những số liệu thống kê thì vào tháng 2 năm 2022, tức là khoảng 1 năm trước, thì cái chỉ số này đang đạt đỉnh điểm. Thị trường có tới 99 tỷ đô la stablecoin. Tuy nhiên hiện tại thì nó còn khoảng 70 tỷ đô, thế nên là cái sức mua của thị trường giảm nó cũng là điều tương đối hợp lý. Và cái lý do cuối cùng được CryptoQuant đưa ra đó là sự thiếu vắng những cái user mới, tức là những nhà đầu tư F0 trên thị trường. Mọi thị trường tài chính nếu mà muốn tăng trưởng mạnh thì nó cần phải có một cái dòng tiền liên tục được đổ vào, đúng không ạ? Đồng nghĩa với cái việc là sẽ phải có nhiều người họ bỏ tiền đầu tư vào thị trường đó hơn. Tuy nhiên thì các bạn thấy là theo những cái dữ liệu đến từ token transfers, từ dịch ra có nghĩa là cái chỉ báo mã chuyển Bitcoin ấy, thì nếu mà chúng ta nhìn vào đồ thị thì cái biên độ chuyển tiền ở trên thị trường nó không quá nhiều, hay không muốn nói là đang rất là thấp, và cái tình trạng này nó đã đi ngang rất là nhiều tháng rồi. Vì vậy thì cái tính thanh khoản của thị trường sẽ không còn quá tốt. Thị trường sẽ vẫn chạy, giá sẽ vẫn đi, nhưng mà chủ yếu là do những cái market maker họ làm giá thôi, chứ bản chất thị trường này, thì cái dòng tiền đến từ những user F0 đang gần như là không có ở thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Trước khi tiếp tục với cả nội dung chính của video ngày hôm nay, thì nếu như các bạn đang là những người mà mới tìm hiểu về thị trường, các bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, cũng như là các bạn đang tìm kiếm một cái người có thể định hướng cho các bạn trước khi mà các bạn tham gia đầu tư, thì các bạn hãy để lại thông tin của các bạn ở đây. Mình sẽ tặng cho mọi người một cái khóa học 4 ngày hoàn toàn miễn phí. Và chắc chắn là với khóa học này thì các bạn sẽ có cho mình được một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái mùa tăng trưởng sắp tới. Ngoài ra với những cái bạn mà đang giao dịch margin và future mà các bạn cần sự hỗ trợ từ mình, thì các bạn có thể tham khảo nhóm tín hiệu margin của AnhReview Capital. Các bạn chỉ cần để lại thông tin ở cái đường link này thì sau đó sẽ có admin liên hệ và hỗ trợ các bạn. Và với những anh chị mà đang có dự định đầu tư một số tiền lớn trong thị trường cryptocurrency và muốn đồng hành cùng quỹ đầu tư AR Venture, thì anh chị có thể nhắn tin trực tiếp với mình qua Zalo, thì mình sẽ chia sẻ thêm cho anh chị những cái thông tin chi tiết. Ok, thì đó là những cái thông tin về on-chain và mình muốn chia sẻ đến các bạn ở trong khuôn khổ video ngày hôm nay. Nhìn chung thì các cái tín hiệu, những cái chỉ báo trên thị trường nó đang chưa thực sự ủng hộ cho một cái xu hướng tăng trưởng mạnh trong ngắn hạn, và giá nó sẽ có thể tiếp tục đi ngang và sẽ có cái xu hướng là điều chỉnh. Tuy nhiên thì với một góc độ là một nhà đầu tư chuyên nghiệp thì càng vào những cái thời điểm như thế này, các bạn sẽ cần phải kiên nhẫn quan sát thị trường thật là kỹ. Khi mà chúng ta có những cái cú flash dump thì đó là những cái thời điểm rất tốt để chúng ta có thể nhập vào hàng. Các bạn tránh cái tình trạng là lơ đãng hoặc không tập trung khi mà thị trường đang không có những cái xu hướng như này, nó đang là trạng thái du ngủ. Thế các bạn có thể thấy là thị trường sau khi mà có những cái xu hướng mạnh thì thường nó sẽ đi vào trạng thái du ngủ. Bạn để ý không ạ? Ví dụ như là trong cái thời điểm cuối năm ngoái ấy, thời điểm tháng 11 mà Bit nó sập về 15-16.000 ấy, thì nó cũng đi ngang tầm khoảng hơn 2-3 tháng nó là du ngủ. Sau đó thì nó lại có một cái xu hướng mới, nó tăng từ 16 lên 30. Đúng không ạ? Bây giờ khi mà lên 30 rồi thì nó lại điều chỉnh về 27, 28, 25, nó lại du ngủ tiếp một thời gian. Thì đó là cái trạng thái gọi là trạng thái du ngủ trước khi mà có những cái xu hướng mạnh. Thì thị trường nó sẽ tồn tại những cái trạng thái như thế này, và đây là những cái thời điểm mà các bạn sẽ làm dễ mất cảnh giác nhất. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn mà không chuẩn bị kỹ cho những cái thời điểm sắp tới thì các bạn có thể là sẽ bỏ lỡ những cái cơ hội rất là lớn. Thì đối với bản thân mình thì mình sẽ theo dõi sát sao thị trường cho mọi người, và mình hy vọng là mọi người sẽ follow nó một cách tốt nhất để các bạn có được những cái định hướng đầu tư tốt nhất trong cái khoảng thời gian sắp tới, được chưa? Ok, thì đó là tất cả những thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong ngày hôm nay. Hy vọng là video sẽ đem đến cho các bạn những cái thông tin hữu ích. Các bạn hãy đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn hình quả chuông ở bên cạnh để chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.